新春到一点了，新书给国娘 double win。红来新书给 rock rock win， 比春台好，春景美，特别的 unique， 放射比。春节来了，准备 Why the Uric Van Sevit 和导播何志明 ，For Vietnam 过年 Sevit， 准备红灯的 Sevit， 然后准备八道春节来，准备娘的张勇 Sevit， 到店娘张勇 Sevit， 鬼公，你嘛准备考海外落在到店啦，娘三十的，进来。sản xuất số 10 đèn chuẩn tối có thể thì 10 trăm nhung sau đó chuẩn tối xuống xe buýt thứ hai là chuẩn tối làm thứ một chủ đề view là đi nhà hàng ngon nên chuẩn tối phải tìm nhà hàng ngon chuẩn tối tìm ra nhà hàng ngon thì thành công rồi thì chuẩn tối có thể di chuyển ok số 1 đi Chào mừng tiếp theo. Tiếp theo à? Ok. Là bao nhiêu là... Cái này là bao nhiêu? Đây là tương... Tương trọng hơn đầu. Cái này cũng như cái này. Như cái này. À đây đây. À đây là đảo. Đây là... Bên biển Hàm Rằng. Ở đây không có bên đường đổ rồi. Chị sẽ kia sai rồi. Phải đi bộ đèn trao miệng tiếp theo. Là đi bộ bao lâu? Hai phút à, hai phút. Không sao. Nhưng mà bây giờ là từ từ không thấy được. Không thấy trao miệng được. Kết thúc. Cô cho mình không? Chương trình này là đi du lịch bằng xe buýt hay sao? Chúng tôi đang đi bộ. Đi bộ là rất vui. Ông vui, mệt tôi. Chỗ này khỏe. Nè, không sao. Ở đây có rất nhiều xe buýt. Nhưng mà chúng tôi không để đi đèn xe buýt. Ok, tìm ra rồi. Rồi. Ok, chụp hình ở chợ đẹp chỗ Instagram. Oh, chủ đề này khó. Dễ mà. Ở Việt Nam là có nhiều chỗ đặc biệt. Ok, bắt đầu. Yeah. Ok. Gần đây có đường BBM và Phan Rau nên chắc chắn có Insta by Sport.
인스타 바이 포토라 공연. 저 대표 인스타그램. 브이토이 라 공아와. 브이토이. 브이토이라. 嘛，每三每朝，天冷空，别空。你包甜？海螺？没有啦。没有吧？啊对了，对空。这边的空，好嘞，哎，空空的，哎，在哪里？空哥，哦，日本。那，这个 Insta by Sport。啊，空。对方，我来，自身体位。就我越南啦，对，特别公牛嘛，牛奶，对。哇，可是 ，good guy。màu thôi à nếu có nhiều màu thì đẹp nhưng mà bây giờ màu vàng thôi ok She's okay, chụp hình. Ở đây, she's okay. Thầy Tông. Cái này, rất đẹp. Đằng kia là... Bitex Cô Thơ Vơ. Hey! Cái này... She's okay, đang cùng rồi nè. Yeah! Ok! Quay lên, chào mừng, xe buýt. Yeah. Quay đây rồi. Ok. Ok, tiếp. Số nam. Số nam sẵn sàng nè. Số nam là chỗ nào? Trong cầu đảng kinh tế đối ngoại. Trong xe buýt này có máy lạnh đèn rất là thoải mái. Thật hả? Thật 100% thật. Xe sắp đến trạm Trần Bình Trọng. Rất gần. Xe sắp đến. Đây là tuyến xe buýt số 01. Ok, rồi. Hãy chậm đi nha. Ok. Đi ra. À. Chết rồi. Bạn phải tìm một đồ quan hệ Nhật Bản. Ví dụ là trà xanh hoặc là viết tiếng Nhật. Bạn tiếng Nhật hay gì đó là món Nhật, nhà hàng Nhật. Tất cả ok. Ok. Ok, đi tìm đi. Bắt đầu tìm. Cả đây là quầm máy quầm nhất
Quảng Nam đó. Ồ, Quảng Nam. Quảng Nam. Ê, đến Quảng Nam rồi. Ồ. Ồ, chúng tôi đi xa rồi. Đô Nhật Bản. Đúng không? Đô Nhật Bản. Đô Nhật Bản. Honda. Có nhiều xe máy Honda. Hôm nay rất nóng nên uống bia rất ngon. Okay. Nhưng mà chúng tôi phải tìm ý Nhật nè. Chú là không đi làm. Yeah. Thật ra là chúng tôi cũng không cần đi làm. Yeah, yeah, đúng rồi. Đó là ở Việt Nam là chắc chắn đặc biệt. Tại vì là nếu sống bên Nhật thì làm như vậy. Người không quen là không kể nói chuyện với nhau. Nhưng các chú là ngồi uống bia. Thì sư kia hãy tìm cô gái nè. Kìa. Thầy nóng lắm nè. Quá ra nó bao nhiêu. Yeah. Ok. Em đang tìm món này. Em muốn mua cái này. 15 ngàn. Ok. Ok rồi. Cái này thành công rồi nè. Ok. Koala no match. Bánh gạo koala. Gạo koala. Ok. Ok. Bye nha. Ok.